Kính chào quý vị và các bạn. Truyện Kiều là một kiệt tác văn học của dân tộc ta. Theo tôi, đây là tấm hộ chiếu về văn hóa để người Việt chúng ta đi ra cùng với thế giới. Với tấm lòng yêu kính và ngưỡng mộ Nguyễn Du và Truyện Kiều, tôi xây dựng chuyên mục Truyện Kiều còn lắm điều hay để giới thiệu với các bạn về cái hay, cái đẹp của truyện Kiều. Do những hạn chế về mặt tri thức cũng như năng khiếu nên chắc chắn chương trình sẽ có những khiếm khuyết, rất mong mọi người lượng thứ. Chương trình của chúng tôi sẽ phát 2 số trên một tuần vào thứ năm và chủ nhật hàng tuần. Xin mở đầu chương trình bằng bài diễn thuyết bất hủ về truyện Kiều. Thưa quý vị và các bạn, theo đánh giá của tôi, trong những bài bình luận về truyện Kiều thì có thể nói bài diễn thuyết của học giả Phạm Quỳnh tại lễ kỷ niệm ngày giỗ Nguyễn Du là hay nhất. Nó được ghi dấu bởi một câu bất hủ: truyện Kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn. Bài này có khá nhiều lối dùng từ cổ khác nhiều so với hiện nay, mong mọi người tìm hiểu. Sau đây tôi xin được đọc toàn văn bài diễn thuyết này, mong quý vị và các bạn cùng thường làm. Thưa các ngài, hôm nay là ngày giỗ cụ Tiên Điền Nguyễn Tiên Sinh, là bậc đại thi nhân của nước Nam ta, đã làm ra bộ văn chương tuyệt tác là truyện Kim Vân Kiều. Ban văn học Hội Khai Trí chúng tôi muốn nhân ngày giỗ này đặt một cuộc kỷ niệm để nhắc lại cho quốc dân nhớ đến công nghiệp một người đã gây dựng cho quốc âm ta thành văn chương, để lại cho chúng ta một cái hương họa rất quý báu, đời đời làm vẻ vang cho cả giống nòi. Chúng tôi thiết nghĩ một bậc có công với văn hóa nước nhà như thế không phải là ông tổ riêng của một nhà một họ nữa, mà là ông tổ chung cho cả nước. Ngày giỗ của ngài không phải là ngày kỷ niệm riêng của một nhà một họ nữa, chính là ngày kỷ niệm chung của cả nước. Hiện nay, suốt quốc dân ta, trên từ hàng thượng lưu học thức đến kẻ lam lũ làm ăn, bất cứ già trẻ lớn bé, đàn ông, đàn bà, ai ai cũng biết truyện Kiều, ai ai cũng thuộc truyện Kiều, ai ai cũng kể truyện Kiều, ai ai cũng ngâm truyện Kiều. Như vậy, thời ai ai cũng đều hưởng cái công nghiệp của cụ Tiên Điền ta. Ai ai cũng nhớ ngày giỗ cụ và nghĩ đến cái ơn của cụ tác thành cho tiếng nước nhà. Muốn cảm cái ơn ấy cho đích đáng, hằng thử giả thiết, cụ Tiên Điền không xuất thế, cụ Tiên Điền có xuất thế mà quyển truyện Kiều không xuất thế, quyển truyện Kiều có xuất thế mà vì cớ gì không lưu truyền, thời tình cảnh tiếng An Nam đến thế nào, tình cảnh dân tộc ta đến thế nào. Văn chương người ta thiên kinh vạn quyền, dù có thiếu mất một quyền cũng chẳng hại gì. Văn chương mình chỉ độc có một quyền, vừa là kinh, vừa là truyện, vừa là thánh thư phúc âm của cả dân tộc. Ví lại khuyết nối thì dân tộc ấy đến thế nào. Than ôi,
Mỗi lần nghĩ tới mà không khỏi rùng mình chột dạ sừng sốt rụng rời, tưởng như hòn ngọc trên tay bỗng rơi xuống vỡ tan tành vậy. Rồi mới tỉnh ra, sực nhớ đến mấy câu kiều, vỗ bàn, đập ghế, gõ dịp, rung đùi, lên giọng cao ngâm. Lơ thơ tơ liễu buông mành, con oanh học nói trên cành mỉa mai. Phong trần mài một lưỡi gươm, những phường giá áo túi cơm xá gì. Bỗng thấy trong lòng vui vẻ, trong dạ vững vàng, muốn nhảy, muốn múa, muốn reo, muốn hò, muốn ngào nghệ với non sông, mà tự phụ với người đời rằng truyện kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn, có gì mà lo, có gì mà sợ, có điều chi mà ngờ. Có nghĩ cho xa xôi, cho thấm thía mới hiểu rằng truyện kiều đối với vận mệnh nước ta có một cái quý giá vô ngần. Một nước không thể không có quốc hoa, truyện kiều là cốc quốc hoa của ta. Một nước không thể không có quốc túy, truyện kiều là quốc túy của ta. Một nước không thể không có quốc hồn, truyện kiều là quốc hồn của ta. Truyện kiều là cái văn tự của giống Việt Nam ta đã trước bạ với non sông đất nước này. Trong mấy nghìn năm ta chôn rau cắt rốn, gửi thịt gửi xương ở cõi đất này mà ta vẫn hình như một giống ăn trọ ở nhờ đối với đất nước non sông vẫn chưa từng có một văn tự văn khế phân minh chứng nhận cho ta có cái quyền sở hữu chính đáng. Mãi đến thế kỷ mới rồi mới có một đấng quốc sĩ vì nòi giống, vì đồng bào, vì tổ tiên, vì hậu thế rò máu làm mực tá tà một thiên văn khế tuyệt bút, khiến cho giống An Nam được công nhiên, nghiệm nhiên, rõ ràng, đích đáng, làm chủ nhân ông một cõi sơn hà gấm vóc. Đấng quốc sĩ ấy là ai? Là cụ thiên điền ta vậy. Thiên văn khế ấy là gì? Là quyển truyện kiều ta vậy. Gầm trong người ấy báu này, chẳng duyên chưa dễ vào tay ai cầm. Báu ấy mà lọt đến tay ta, thật cũng là một cái phúc duyên cho ta. Nhưng báu ấy ở trong tay cụ lại chính là một cái túc duyên của cụ. Thiên văn tự tuyệt bút kia là gồm bao nhiêu giọt máu, bao nhiêu giọt lệ kết tinh lại mà thành ra. Những khi đêm khuya thanh vắng, vẫn thường tỉ tê thánh thoát trong lòng ta, như giọt sương gieo nặng cành xuân la đà vậy. Cái áng văn chương tuyệt tác cho người đời đó, an tri lại, không phải là một thiên sự thống thiết của tác giả. Truyện kiều quan hệ với thân thế của Nguyễn Tiên Điền thế nào? Lát nữa ông Trần Trọng Kim sẽ diễn thuyết tường tỏ để các ngài nghe. Nay tôi chỉ muốn biểu dương cái giá trị của truyện kiều đó đối với văn hóa nước ta, đối với văn học thế giới trong buổi kỷ niệm này, đồng nhân cảm biết cái công nghiệp của bậc thi bá nước ta lớn lao, to tát là dường nào. Đối với văn hóa nước nhà, cái địa vị truyện kiều đã cao quý như thế, đối với văn học thế giới, cái địa vị truyện kiều thế nào?
không thể so sánh với văn chương khắp các nước. Ta hãy so sánh với văn chương hai nước có liên tiếp quan hệ với ta là văn chương Tàu và văn chương Pháp. Văn chương Tàu thật là bóng minh mát ngát như bể, như rừng. Nhưng trong rừng văn bể sách đó, tường cũng có ít quyển sách được sánh với truyện Kiều. Mà xét cho kỳ, có lẽ không có sách nào giống như truyện Kiều. Gốc truyện Kiều tuy do một bộ tiểu thuyết Tàu mà ra, nhưng vào tay cụ Tiên Điền ta biến hóa hẳn siêu việt ra ngoài cả lề lối văn chương Tàu, đột ngột như ngọn cô phong ở giữa đám quần sơn vạn hát vậy. Có người sánh truyện Kiều với Ly Tao, nhưng Ly Tao là một bài than từ đầu đến cuối toàn một dòng bi đát thảm thương, so với cung oán của ta có lẽ đúng hơn. Có người lại so sánh Tây Sương, nhưng Tây Sương là một bản hát từ điệu có véo von, thanh âm có réo rắt, nhưng chẳng qua là một mớ ca từ cho bọn con hát, không phải là một nền văn chương chân chính. Cứ thực thì truyện Kiều dẫu là đầm thấm cái tinh thần văn hóa Tàu, dẫu là dung hòa những tài liệu của văn chương Tàu mà có một cái đặc sắc văn chương Tàu không có. Cái đặc sắc ấy là sự kết cấu nhà văn, nhà thơ Tàu. Ngoài những bài thơ, bài văn nho nhỏ, ngắn ngắn, phàm làm sách chỉ biết cách biên tập, không sành kết cấu biên tập mà cóp nhặt, mà đặt liền kết cấu là thu xếp mà gây dựng lên thế nào cho thành một cái toàn bức, các bộ phận điều hòa thích hợp với nhau, không thêm bớt chút nào. Truyện Kiều là một cái toàn bức như thế, mà là một bức tranh thế thái nhân tình về sự đời như cái gương tẩy liếp vậy. Xét về cách kết cấu văn chương, nước Pháp lại là sở trường lắm. Cho nên truyện Kiều có thể so sánh với những áng thi văn kiệt tác của quý quốc như một bài bi kịch của Racine hay một bài văn tế của Bossuet vậy. Đó là nói về cái thể tài văn chương. Còn về đường tinh thần, thời trong văn học Pháp có hai cái tinh thần khác nhau là tinh thần cổ điển và tinh thần lãng mạn. Tinh thần cổ điển là trọng sự lề lối, sự phép tắc. Tinh thần lãng mạn là trong sự khoáng đàng, sự ly kỳ. Truyện Kiều gồm được cả hai cái tinh thần ấy, vì vừa có cái đạo vị thâm trầm của Phật học, vừa có cái nghĩa lý sáng sủa của nho học, vừa có cái phong phú tiêu dao của Trang Lão, lấy lẽ phải của ông Khổng mà chế lại sự thần bí của nhà chùa, sự khoáng dày của hai họ. Nhưng mà ngay trong văn chương nước Pháp, tường cũng không có sách nào giống hẳn như truyện Kiều, vì truyện Kiều có cái đặc sắc mà những nền kiệt tác trong văn chương Pháp không có. Đặc sắc ấy là sự phổ thông, phàm đại văn chương, không những ở nước Pháp, ở nước nào cũng vậy. Chỉ có những người thượng lưu học thức mới thường dám được, kẻ bình dân không biết tới. Người Pháp không phải là ai ai cũng biết đọc kịch Racine và đọc văn Bus. Người Nam thời ai ai cũng biết ngâm Kiều, kệ Kiều, lạy Kiều để ứng dụng trong sự ngôn ngữ thường. Kẻ thông minh hiểu cách thâm trầm,
Kẻ thầm thường hiểu cách thô thiển, nhưng ngâm nga lên thảy đều lấy làm vui tai, sướng miệng, khoái chí, tỉnh hồn. Thử hỏi cổ kim đông tây đã có một áng văn chương nào cảm người được sâu và được rộng đến như thế? Tưởng dề chỉ có một truyện kiều ta là có thể tự cao với thế giới văn chương chung của cả dân tộc 18-20 triệu người, già trẻ lớn bé, giỏi dốt, sang hèn đều thuộc lòng, đều biết hay cả. Như vậy truyện kiều không những đối với văn hóa nước nhà mà đối với văn học thế giới cũng chiếm được một địa vị cao quý. Văn chương ta chỉ có một quyển sách, mà sách ấy đủ làm cho ta vẻ vang với thiên hạ, tưởng cũng là một kỳ công có một tông còi văn thế giới vậy. Cái kỳ công ấy lại rũ kỳ nữa, là ngẫu nhiên mà dựng ra, đột nhiên mà khởi lên, trước không có người khai mở lối, sau không có kẻ nối gót theo chân. Đột ngột giữa trời Nam như cái đồng trụ để tiêu biểu tinh hoa của cả một dân tộc. Phàm văn chương các nước cho được gây nên một nền thi văn kiệt tác, phải bao nhiêu nhà thơ, bao nhiêu nhà văn trong bao nhiêu năm lao công lục lực vun trồng bón sới mới thành được. Nay bậc thi bá nước ta đem cái thiên tài ít có đó trong trời đất đúc cái khí thiêng bàng bạc trong non sông, một mình là làm nên thiên cổ kỳ công đó, dẫu khác thế giới cũng phải bình tình cảm phục. Huống người nước Nam được trực tiếp hưởng thụ cái ơn huệ ấy lại chẳng nên ghi tạc trong lòng mà thành tâm thờ kính hay sao? Cuộc kỷ niệm hôm nay là chú ý tỏ lòng quốc dân sùng báo cảnh mộ cụ Nguyễn Tiên Điển ta. Lại có các quý hội viên Tây, các thí quan đến dự là cuộc để chứng kiến cho tấm lòng thành thực đó. Nhưng còn có một ý nghĩa nữa là nhân ngày rộ này đốt lò hương, xó phím đàn, chiêu hồn quốc sĩ, thác là thể phách, còn là tinh anh. Áng tinh trung thấp thoáng dưới bóng đèn, chập trùng trên ngọn khói, xin chứng nhận cho lời thề của đồng nhân đây, thề rằng truyện kiều còn, tiếng ta còn, tiếng ta còn, nước ta còn, còn non còn, nước còn dài. Chúng tôi là kẻ hậu sinh, xin rầu lòng quốc chí, cố gia công trau chuốt lấy tiếng quốc âm nhà, cho quốc hoa ngày càng rực rỡ, quốc hồn ngày càng một tỉnh táo, quốc bộ ngày một tấn tới, quốc vận ngày một vẻ vang, ngộ hầu khỏi phù, cái chi hoài bão của tiên sinh, ngậm cười chín suối cũng còn thơm lây. Chân thành cảm ơn đã xem. Kính mong quý vị like, share và đăng ký để động viên kênh.